ไอ้ตัวจักเฮ้บุญเรสเฮ้ไอ้ตัวจักเฮ้บุญเรสเฮ้เจียมกระเตาหอยหลังกิโยนนั่นเนาะที่เงาะเนี่ยมาแอร์กับบังกระสังแร่กระสังเจียมเนื้อราบิกิจักขึ้นมากนาวปึกมาก็อยู่แอร์บ้างแต่ห่างแอร์กระตึงตึงสัตว์วะตาเหยาวเห็นเอาได้ทุ่งทุ่งได้มรานได้ลั่นไปขับกับพระองค์เจ้าจักกระตีมีมามองมือจีเจ้าสัตว์ตัวไรฟังไปฮักฮักและดันแต้มดาวสัตว์พลันดาวสิกระจำไอ้เงยอันนี้มาบังแบบท่านหูเนื้อซากัน hôm nay em xin mời thòa đến tại ruộng đi cắt lúa một ngày đẹp trời là một ngày tuyệt vời mà chúng ta lại được đi thoải mái chính quyền tự do chính quyền địa phương cho chúng ta lại gặp nhau sau những cơn đại dịch bùng phát và đã giảm bớt đi rồi. Và hôm nay thật là vui tươi, chúng ta cắt lúa như Việt Nam chúng ta, lúa gạo của chúng ta là mùa màng nương rẫy cũng được bội thu được hai mùa năm nay thì thật là phấn khởi lấy công làm lời và chúc anh em một ngày thật tràn đầy niềm vui hạnh phúc ngày đầu tuần thứ hai nhé, và hạnh phúc dồi dào và thành công trong cuộc sống. Coi này một bầu không khí bao la thật là tươi đẹp. Anh em đi đời công thì hồi trước đi cắt cho anh em, hôm nay đi cắt cho Mã Thoa. Thì bên kia những ngôi nhà đang mọc lên thật là đẹp, bên kia suối Edro, cầu Edro thật là tuyệt vời phải không mọi người. Đó là một niềm tự hào lớn nhất của mảnh đất Tây Nguyên đẩy nắng gió. Vâng, xin kính chào mọi người. Cánh đồng bao la bát ngát, mỏi cánh cỏ bay đang ở đây, địa bàn Edro, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột, là những đứa con yêu dấu của mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió. Và hôm nay thật là đẹp tuyệt vời, được nhà nước hỗ trợ để nâng cấp cái đập nên có nước và mùa màng đúng đấy được bội thu, lúa được hai mùa chính rõ rệt như thường năm không có nước. Cho nên hôm nay ông bà anh chị em chúng ta ở trong này thật là phấn khởi. Thưa mọi người. Xin chào mọi người. Hồi sáng coi như mình cũng đã giới thiệu là đi cắt lúa. Và hồi nãy đang bận cắt lúa cho nên không được giới thiệu. Trời hôm nay thật là nắng, nắng bức, nắng oi thật. Nhưng mà cũng tinh thần phấn khởi vì lúa được hơn so với mọi năm. Thường năm thì không có nước thì không có máy, nhưng năm nay thì được may mắn hơn một chút. Cho nên là dù không nhiều thì ít, gọi là trung bình khá. Ví dụ tầm một xào thì khoảng 20 bao. Vâng, xin cảm ơn, kết thúc video quý vị nhé. Chập nữa đi tắm rửa rồi anh em giao lưu.